Quá thải cà rùa. Chào anh em nha. Hôm nay Lâm sẽ chia sẻ điểm khó của Bình Lợi, Bình Chánh nha anh em. Thì giáp ranh với Lương Bình, Bình Lức luôn. Đang tiến về là con đường thanh niên nha anh em. Điện đường thanh niên. Giờ mình đang xuất phát hướng về tỉnh lộ 10, đường Trần Quang Dạo anh em. Thì anh em chịu khó xem clip ha. Mình tiến về đường Trần Quang Dạo cũ anh em. Nhưng mà giờ đường Trần Quang Dạo mới anh em. Còn đường cũ là đường tỉnh lộ 10. Thì tới cầu sáng tỉnh lộ 10 thì mình ôm cái cua để mình qua đường nha anh em. Đi đường đi tới đường Vườn Thơm đi thẳng vô nha anh em. Hôm nay Thanh Đông sẽ chia sẻ cho anh em là hai cái điểm cọc. Đó, thì giờ đường thanh niên mình đến đường tỉnh lộ 10 cầu sáng nè anh em. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là Trần Quang Dạo nha anh em. Đó. Tới đường này thì mình ôm cái ngã tư ngay này. Thì mình tới ngã tư trên nè. Đó, mình tới ngã tư trên thì mình sẽ quẹo trái đi vô hướng đường kênh đường Vườn Thơm nha anh em. Này tại vì nói chung là xe đông á nè, không có chạy nhanh được. Đó, bây giờ tới cái ngã tư này hả anh em. Đó, tới ngã tư này thì mình sẽ rẽ trái mình qua đường để mình đi đường Vườn Thơm. Đó, giờ Trần Quang Dạo mình sẽ rẽ trái nha anh em. Rẽ trái vô cặp bên phải. Đó, rẽ trái qua xong rồi mình cặp cái lề bên phải mình chạy vô đường Vườn Thơm ha. Đường Vườn Thơm là nó đi song song với đường kênh luôn nha anh em. Kênh sáng luôn. Đó, ở đây thì mình ôm phải nha anh em. Ôm phải đi đường này là hiện tại là đường Vườn Thơm nha anh em. Đường Vườn Thơm. Vườn Thơm nha anh em. Anh em nhớ kỹ anh Đông nói đường Vườn Thơm để mình đi lộn. Đó, thì anh em sẽ xuất phát cái đường này cho đến cái con kênh nhỏ đầu tiên của Bình Lợi thì quẹo vô nha anh em. Bên tay phải thì anh em coi video nè, anh Đông sẽ quẹo vô bên tay phải. Thì chút xíu nữa Thanh Đông sẽ câu cái điểm này rồi Thanh Đông quanh ra qua bên cầu chữ U nữa nha anh em. Anh em xem kỹ cái đường quẹo vô nha. Thì khúc này là khúc quẹo vô con trên nè. Cho nên anh em cứ từ từ thì mình sẽ xem. Đó, ngay chỗ là sàn tập lái xe ha.
sân tập lái xe chứ. Ở ngay chỗ sân tập lái xe anh em có thể quẹo vô bên đây và bên kia. Đó, bên đây kênh hoặc bờ bên kia. Rồi, lúc này thì anh em sẽ đi tìm điểm. Thì bên con kênh câu thì bên tay phải mình, nhưng mà mình sẽ tìm cái điểm nào đó mà thích hợp thì mình câu thôi anh em. Cái đường này mình vô sâu lắm, vô rỗng thì cũng nhiều kinh trẻ nữa, cho nên là có thể anh em câu cái điểm nào mình thích là mình câu thôi nha nè. Thì Thanh Đông chỉ chia sẻ cho anh em cái con kênh Thanh Đông đã câu. Nói chung là Thanh Đông quay video thì không được đẹp lắm, anh em thông cảm ha. Thanh Đông thấy cái điểm này thì cảm thấy ok nè, thì anh Đông sẽ chia sẻ cái điểm đầu tiên này. Lúc này Thanh Đông câu trước ha. Rồi ra nè, ở đây kênh này thì nhìn đã mắt không nè, trước mắt là kết kính hết rồi nè, đỏ bình rau muống ui kính hết rồi nè, mắt rất là đã luôn. Rồi thì chút xíu nữa Thanh Đông sẽ câu cái con kênh này xong, Thanh Đông sẽ chia sẻ cái điểm câu cầu chữ U gần xã Bình Lợi ha. Đó rồi thì bây giờ vô cái Thanh Đông sẽ chia sẻ luôn cái điểm thứ hai nè. Thì cũng thẳng cái đường Vườn Thơm nha anh em, thì mình chạy ra cái điểm câu đầu tiên, mình chạy thẳng tới khoảng tầm 3 cây nữa là tới cái cầu chữ U bằng sắt. Đó, mình rẽ trái. Đó, rẽ trái cầu chú bằng sắt. Anh em lưu ý xuống dốc cầu chú ha. Khi xuống dốc cầu chú thì anh em cặp bên trái chạy thẳng ha. Cặp bên trái chạy thẳng. Cầu chữ U này thì Thanh Đông cũng thẳng cái tiếng chứ chạy rầm rầm cũng lớn tiếng lắm anh em. Cầu sắt. Nói chung là câu cái điểm này thì quá là phê, cho nên là Thanh Đông sẽ quyết định thì chia sẻ cho anh em, dù cá nhiều nhưng mà Thanh Đông vẫn chia sẻ cho anh em thì để anh em câu chứ không có giấu giếm nha anh em. Đó, giờ anh em tiếp tục xuống dốc cầu chú đi thẳng ha. Thì anh em đi thẳng khi nào đến cái cầu Tám Đại, anh em cứ nhìn trước mặt mình, khi nào tới cái cầu Tám Đại thì anh em rẽ phải vô ha. Tại vì hôm qua có người bạn ngay chỗ cầu Tám Đại nói chuyện, thì anh Đông cũng quên quay cái bảng hiệu của cầu. Anh Đông chỉ quay cái khúc vừa quẹo vô thôi. Thì trên con đường này anh em cứ chạy mà đụng cái cầu Tám Đại thì quẹo phải vào, cặp cực cặp bờ kênh luôn nha nè. Nói chung nguyên con đó bây giờ là đã quẹo vô rồi nè anh em ha, cái cầu ở trước mắt mình á. Bây giờ mình quẹo xuống chân cầu nè, không qua bên kia cầu ha. Anh em có thể qua bên kia chạy bên đây cũng được đó. Thì anh Đông sẽ câu con kênh bên trái mình, bên trái mình làm kênh nha anh em. Bích hết rồi, hàng dừa để chuối nước rồi. Rồi ok, thì bây giờ sẽ vô vụ. Ủa rô nè. Rô
ba đã này. Rồi ấp nóc này nè mọi người. Rồi nè. Quá đã. Lại nè. Thì lại. Kéo bình thường kéo này. Hầu gồm cá rô nè. Hầu gồm. Hết nói à. Mặt vậy lại chìm cho nên cái rô này hát học cái rô thì ghê không? Quá tải. Chia sẻ điểm gầu chờ anh em luôn.
Đồ xuống này mới cái đồ mập không đồ đá mà này cái đồ như là cái học trại mặt u quá đã. Xuống rồi nè, xuống lại nè, cho nó cục chứng kiến nghe, trứng lớn luôn, nhịp nhịp ghét quá, đó. Nhịp ha, nhịp ha, nhịp ngoại, đấm rồi nè, đấm rồi. Ừ. Ồ, cá rô nè mũi. Thật nấu. Trời ơi, trời cá rô. Quá tải. Vô nè mũi, vô. Cá rô nào con rô nãy à nè. Quá tải. Quá tải cà rô anh em ơi. Quá tải cà rô.
chào anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Có những pha Thanh Đông không có quay được thì đành chịu. Trúng kênh Caru nái nái không anh em. Chào anh em nha.